Đoàn Di Băng phát ngôn sốc về Blackpink bị fan Việt Nam nổi trận lôi đình chửi thẳng mặt tan nát. Nữ đại gia Đoàn Di Băng khiến cõi mạng xôn xao khi có phát ngôn gây sốc tuyên bố về Blackpink một câu xanh rờn ai cũng ngã ngửa, đồng thời ném đá không thương tiếc chỉ trích dữ dội. Những ngày qua, thông tin về nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Blackpink có độ nổi tiếng khủng trên toàn cầu sắp về Việt Nam tổ chức concert đã khiến Blink Việt Nam, tên FC của nhóm nhạc, đứng ngồi không yên, mong chờ đếm ngược từng ngày. Sở hữu lượng fan siêu khủng khiếp trên khắp thế giới là thần tượng của nhiều bạn trẻ, ai cũng mê mệt trước độ cuốn hút của bốn cô nàng Blackpink. Chính vì thế, việc lần đầu tiên cơn bão hồng đen này đổ bộ về Việt Nam khiến dân tình cả nước nhốn nháo là điều có thể dễ hiểu. Theo thông tin được chia sẻ rộng rãi trước đó, thì tour biểu diễn toàn cầu có tên Blackpink của nhóm nhạc nữ Blackpink sẽ chính thức hạ cánh xuống Việt Nam, diễn ra trong 2 ngày liên tiếp là 29 và 30 tháng 7. Đây cũng là lần đầu tiên mà bốn cô nàng Rizzo, Lisa, Jennie và Rose có cơ hội biểu diễn cho các Blink Việt Nam. Concert được ấn định tổ chức tại thủ đô Hà Nội và sân khấu biểu diễn là ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nơi từng tổ chức hàng loạt sự kiện lớn mang tầm cỡ quốc tế. Không chỉ riêng các bạn trẻ mà nhiều người nổi tiếng tại Việt Nam, các siêu sao của V-Biz cũng không giấu được sự háo hức trước thông tin Blackpink sắp tổ chức concert này, cũng là những thần tượng lớn của các nghệ sĩ. Chính vì thế, cả showbiz Việt như Phạm Quỳnh Anh, Ninh Dương, Lan Ngọc, Bình An, Phương Nga, Anh Tú cũng đồng loạt dậy sóng, háo hức mong chờ đến ngày có thể săn vé và nắm lấy cơ hội được nhìn thấy Blackpink bằng da bằng thịt ở ngoài. Tuy vậy, một số nhân vật tầm cỡ khác lại đi ngược với số đông khiến cõi mạng đồng loạt xôn xao ném đá dữ dội. Cụ thể, trước làn sóng người người nhà nhà đều đứng ngồi không yên trước cụm từ Blackpink về Việt Nam, thì nữ đại gia quận 7 Đoàn Di Băng lại tỏ ra dửng dưng, thậm chí còn thản nhiên phát ngôn một câu xanh rờn về bốn cô nàng. Theo đó, doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ, ông xã của Đoàn Di Băng, đã chia sẻ một bài viết cho biết vợ anh không hề biết Blackpink là ai, hỏi câu ngơ ngác rằng hãng xe mới ra mắt hả? Câu hỏi ngô nghê có phần đụng chạm đến Blackpink đã khiến Blink Việt Nam phẫn nộ dữ dội, nổi trận lưu đình cho rằng Đoàn Di Băng đang thật sự có ý xúc phạm đến thần tượng của họ. Bởi Blackpink là cái tên quá đổi quen thuộc, nổi tiếng từ lâu ai cũng biết đến, nhưng nữ đại gia lại tỏ thái độ bỏ mặc, đi ngược lại với số đông, có phần hơi giả dối và cho rằng cô đang cố tình để tạo sự chú ý. Nhiều người cũng đưa ra nhận định rằng có thể Đoàn Di Băng không biết Blackpink là ai thật, điều này là việc không thể công kích hay ném đá gì cô. Tuy nhiên, nữ đại gia bị chỉ trích là bởi cô có thể tìm hiểu, sử dụng mạng xã hội để biết trước khi phát ngôn bừa bãi, đụng chạm đến nhiều người, đặc biệt là lượng Blink siêu khủng khiếp tại Việt Nam. Đoàn Di Băng là cái tên hiện nay đã không còn quá xa lạ đối với những người trong giới thượng lưu, thậm chí là cả showbiz. Là nhân vật được xem là có tài sản khét tiếng bậc nhất, thuộc tầng lớp có địa vị và ảnh hưởng trong xã hội hiện tại, Đoàn Di Băng còn được nhiều người hài hước đặt cho biệt danh nữ đại gia quận 7. Dù không hoạt động trong showbiz nhưng ngoài giới doanh nhân thì Đoàn Di Băng cũng là gương mặt thân thiết với nhiều nghệ sĩ, là nhà tài trợ của nhiều chương trình đẳng cấp. Tài sản kết xù của Đoàn Di Băng luôn là điều mà cư dân mạng ai nhìn vào cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ. Ngoài căn biệt thự tiền tỷ mà cô cùng gia đình đang sinh sống, thì nữ đại gia quận 7 còn có cho mình hàng loạt căn hộ mảnh đất đắc địa, đầu tư bất động sản hàng loạt nơi. Chưa hết, xế hộp trang sức đồ hiệu mắc tiền, Đoàn Di Băng hầu như cũng không thiếu món nào. Tất cả những điều trên đã khiến cho cái tên Đoàn Di Băng được xem là người có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Chính vì thế, mọi phát ngôn hay chia sẻ quan điểm của cô đều khiến netizen đặc biệt quan tâm. Với câu nói xanh rờn về Blackpink như trên, Đoàn Di Băng hiện vẫn còn khiến Blink Việt Nam phẫn nộ dữ dội, yêu cầu cô lên tiếng xin lỗi và đính chính để xoa dịu dư luận.